Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 110. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việc về sự năng lực ngươi. Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến. Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi, như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Đức Giê-hô-va đã thề không hề đổi ý rằng, ngươi là thầy tế lễ đời đời, tùy theo bang Mên-chi-xê-đét. Chúa ở bên hữu ngươi, sẽ chà nát các vua trong ngày Ngài nổi giận. Ngài sẽ đoán xét các nước, làm khắp nơi đầy xác chết, cũng sẽ chà nát kẻ làm đầu của nước lớn. Ngài sẽ uống nước khe trong đường, và nhân đó ngước đầu lên. Chương 12. Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Được đem lên đến chốn Paradis, ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Về người đó tôi sẽ khoe mình, nhưng về chính mình tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Dù tôi muốn khoe mình thì cũng không phải là một người dạ dột, vì tôi sẽ nói thật, nhưng tôi giữ không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sắc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Tôi đã nên dạ dột bởi anh em ép uổng tôi. Lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải, vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục ngoại đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Và nếu trừ ra sự chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các hội thánh khác. Xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó. Này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Thật, chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm, mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Tuy rằng tôi chưa làm lụy cho anh em, nhưng tôi là người khôn khéo, đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em. Vậy, tôi há đã dùng một người nào trong những kẻ tôi sai đến cùng anh em mà lấy lợi của anh em chăng? Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, là đã sai một người trong anh em chúng tôi cùng đi với người. Có phải là Tít đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một thánh linh theo cùng một dấu chân sao? Đã lâu nay, anh em tưởng rằng chúng tôi tìm cách chữa mình trước mặt anh em. Ấy là trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời,
mà chúng tôi nói. Hỡi những kẻ rất yêu dấu, mọi điều đó thảy vì sự gây dựng cho anh em. Vì tôi e rằng khi tôi đến, chẳng thấy anh em như tôi ước ao. Lại về phần anh em, chẳng thấy tôi như anh em đã ước ao chăng. Tôi còn e rằng trong các anh em có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần, nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng. Có lẽ nào khi tôi đến nơi anh em, Đức Chúa Trời lại làm cho tôi phải hạ mình xuống về việc anh em một lần nữa, và tôi sẽ phải khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội mà không ăn năn, về những sự ô uế, gian dâm, luông tuồng họ đã phạm hay sao? Chương 15. Cách ít lâu, Absalom sắm xe và ngựa với 50 quân chạy trước mặt mình. Absalom dậy sớm, đứng nơi mé đường vào cửa thành. Nếu gặp ai có sự kiện thưa chi đi đến vua đặng cầu xét đoán, thì Absalom gọi người ấy hỏi rằng: người ở thành nào? Nếu họ đáp: tôi tớ ông thuộc về chi phái kia của Israel, thì Absalom tiếp rằng: sự tình của ngươi thật phải và công bình, nhưng nơi đền vua nào có ai để nghe ngươi đâu. Đoạn Absalom tiếp rằng: ồ, chớ chi người ta lập ta làm quan xét trong xứ. Phàm người nào có việc tranh tụng hay kiện cáo gì cần đoán xét sẽ đến ta, thì ta sẽ xử đoán công bình cho họ. Nếu có ai đến gần đặng lại người, Absalom giơ tay ra đỡ lấy người và hôn. Absalom làm như vậy đối cùng hết thảy những người Israel đi đến tìm vua đặng cầu đoán xét, và Absalom dụ lấy lòng người Israel vậy. Cuối 4 năm, Absalom nói cùng vua rằng: xin cho phép con đi đến Hebron đặng trả xong sự hứa nguyện mà tôi đã khấn với Đức Giê-hô-va. Vì lúc tôi tớ vua ở tại Gê-su-rơ trong Syria có khấn lời nguyện này: nếu Đức Giê-hô-va dẫn tôi về Jerusalem thì tôi sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va. Vua đáp cùng người rằng: hãy đi bình an. Vậy người trỗi dậy và đi đến Hebron. Absalom sai những kẻ do thám rao lệnh này khắp trong các chi phái Israel rằng: thoạt khi anh em nghe tiếng kèn thì hãy nói: Absalom làm vua tại Hebron. Có 200 người ở Jerusalem mà Absalom đã mời đều đi với người cách thật thà, chẳng nghi ngại chi hết. Đang lúc Absalom dâng của lễ, bèn sai mời Ahitophe là mưu sĩ của David ở Gilo, bản thành người. Sự phản nghịch trở nên mạnh và đoàn dân đi theo Absalom càng ngày càng đông. Có người đến báo tin cho David rằng lòng của dân Israel nghiêng về Absalom. David bèn nói cùng các tôi tớ ở với mình tại Jerusalem rằng: hãy trỗi dậy và chạy trốn đi, bằng chẳng chúng ta không thể thoát khỏi Absalom được. Hãy đi mau mau, e nó sẽ đến kịp chúng ta, làm hại cho chúng ta và dùng gươm diệt thành. Các tôi tớ của vua thưa rằng: phàm việc gì vua chúa chúng tôi nhất định thì các tôi tớ vua sẽ sẵn làm theo. Vậy vua ra đi, có cả nhà người cùng theo, nhưng vua để lại 10 người cung phi đặng giữ đền. Thế thì vua đi ra, có cả dân sự theo sau, chúng dừng lại tại nhà ở cuối chót thành. Hết thảy tôi tớ của vua và cả người Kerethit, người Phê-lê-thít đều đi ở bên vua, còn người Ghi-tít, số 600 người ở gác đến theo vua, đều đi đằng trước. Vua bèn nói cùng Y-tai, người Ghi-tít rằng: cớ sao ngươi cũng muốn đến cùng chúng ta? Hãy trở lại ở với vua, bởi vì ngươi là một người ngoại bang đã lìa xứ của ngươi. Ngươi mới đến hôm qua, và hôm nay ta há sẽ cho ngươi lạc loài đây đó với chúng ta sao? Còn ta, ta đi đâu không rõ. Vậy hãy trở về và dẫn các anh em ngươi theo ngươi, nguyện sự thương xót và sự thành tín ở cùng ngươi. Nhưng Y-tai thưa cùng vua rằng: tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của vua chúa tôi mà thề. Hễ vua chúa tôi ở đâu, hoặc trong sự chết, hoặc trong sự sống, thì kẻ tôi tớ vua cũng sẽ ở đó. Vua David bèn nói với Y-tai rằng: vậy hãy đến đi trước. Thế thì Y-tai, người Ghi-tít cùng hết thảy con trẻ theo mình và cả bọn người đều đi tới trước. Hết thảy dân trong xứ đều khóc và la lớn tiếng lên trong khi cả đám đông này đi qua.
vua qua khe Cedron và cả dân sự đều xơm tới trên con đường về đồng vắng. Ở đó cũng có Sa Đốc và hết thảy người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Họ để hòm của Đức Chúa Trời xuống đất, rồi Abiatha đi lên trước cho đến khi hết thảy dân sự đã ra khỏi thành xong rồi. Vua bèn nói cùng Sa Đốc rằng: "Hãy thỉnh hòm của Đức Chúa Trời vào trong thành. Nếu ta được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ đem ta về, cho ta thấy lại hòm giao ước và nơi ngự của Ngài. Nhưng nếu Ngài phán như vậy, ta không ưa thích ngươi, thế thì nguyện Ngài xử ta theo ý Ngài lấy làm tốt." Vua lại nói cùng thầy tế lễ Sa Đốc rằng: "Này nghe, hãy trở về thành bình an với Abiatha, Ahimác và Jonathan là hai con trai ngươi. Còn ta sẽ đợi tại trong đồng bằng của sa mạc cho đến khi có kẻ bởi các ngươi đem tin báo cho ta." Ấy vậy, Sa Đốc và Abiatha thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về Jerusalem và họ ở lại tại đó. David trèo lên núi Olive, người vừa leo lên vừa khóc, đầu trùm lại và chân không. Hết thảy người đi theo cũng trùm đầu, vừa trèo lên vừa khóc. Người ta bèn đến nói cùng David rằng: "Ahitophe cũng hiệp đảng phản nghịch với Absalom." David cầu rằng: "Ôi Đức Giê-hô-va, xin làm cho những mưu trước của Ahitophe ra ngu dại." Khi David đã đi đến chót núi, tại nơi người ta thờ lại Đức Chúa Trời, thì Hushai người Akit đến đón người, áo xé rách và đầu đầy bụi đất. David nói cùng người rằng: "Nếu ngươi đến cùng ta, tất ngươi sẽ làm khó nhọc cho ta. Nhưng nếu ngươi trở về thành và nói cùng Absalom rằng: Ôi vua, tôi là kẻ tôi tớ vua. Thuở trước tôi đã phục sự vua cha thế nào, bây giờ tôi sẽ phục sự vua thể ấy. Vậy ngươi sẽ vì ta làm bại mưu trước của Ahitophe. Hai thầy tế lễ Sa Đốc và Abiatha sẽ đồng cùng ngươi. Phàm việc chi ngươi hay được về nhà vua, ngươi phải thuật cho hai thầy tế lễ Sa Đốc và Abiatha biết. Hai người có hai đứa con trai theo mình là Ahimác, con trai của Sa Đốc, và Jonathan, con trai của Abiatha. Các ngươi phải dùng chúng nó để báo tin cho ta mọi điều mình sẽ nghe thấy." Vậy Hushai, bạn hữu của David, trở về thành đang khi Absalom vào trong Jerusalem. Chương 16. David vừa trèo qua khỏi chót núi thì Sipba, tôi tớ của Mephibosheth, đến đón vua với hai con lừa mang bành chở 200 ổ bánh, 100 cái bánh nhỏ bằng trái nho, 100 cái bánh nhỏ bằng trái vả và một bầu rượu nho. Vua hỏi Sipba rằng: "Ngươi có ý dùng điều đó làm chi?" Sipba thưa rằng: "Hai con lừa dùng làm vật cưỡi cho nhà vua, bánh và trái nho dùng làm đồ ăn cho các người trai trẻ, còn rượu để dùng cho những kẻ mệt nhọc trong đồng vắng uống." Vua hỏi: "Vậy con trai của chủ ngươi ở đâu?" Sipba thưa: "Người ở lại Jerusalem vì nói rằng: Ngày nay nhà Israel sẽ trả nước của cha ta lại cho ta." Vua bèn nói cùng Sipba rằng: "Thế thì mọi vật thuộc về Mephibosheth đều nên của ngươi." Sipba tiếp: "Này, tôi phục dưới chân vua. Vua ơi, ước gì tôi được ơn trước mặt vua chúa tôi." Vua David vừa đến Bahurim, thấy ở đó đi ra một người về dòng dõi nhà Saul tên là Shimei, con trai của Gera. Người vừa đi tới vừa rủa sả, ném đá vào David và các tôi tớ của vua. Cả dân sự và các dõng sĩ đều vây phủ vua bên hữu và bên tả. Shimei rủa sả David như lời này: "Ớ người huyết, người gian tà kia, hãy đi nè, hãy đi nè. Ngươi đã tự làm vua thay vì Saul, nên bây giờ Đức Giê-hô-va khiến những huyết của nhà người đổ lại trên ngươi. Ngài sẽ phó nước vào tay Absalom, con trai ngươi. Và kìa, chính ngươi bị hoạn nạn bởi vì ngươi là một người huyết." Bây giờ Abishai, con trai của Seruya, tâu với vua rằng: "Cớ sao con chó chết kia dám mắng vua chúa tôi? Hãy để tôi đi chém đầu nó." Nhưng vua đáp rằng: "Hỡi các con trai Seruya, ta có can hệ gì với các ngươi? Hãy để Shimei rủa sả. Ấy là Đức Giê-hô-va đã phán cùng người rằng: Hãy rủa sả David. Vậy ai dám nói cùng người rằng:
cớ sao ngươi dám làm như vậy? Đoạn David nói với Abishai và các tôi tớ mình rằng: Kìa, con ruột ta là kẻ do lòng ta sinh ra, còn muốn hại mạng sống ta thay, phương chi người Benjamin này. Hãy để cho nó làm, để nó rủa sả, vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn nó làm vậy. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ đoái xem sự hoạn nạn ta, lấy phước trả lại thế cho sự rủa sả mà ta bị ngày nay. David và các tôi tớ người cứ đi, còn Shimei đi theo hông núi đối ngang David. Người vừa đi vừa rủa sả David, ném đá người và hất bụi lên. Như vậy, vua và cả dân chúng theo vua đều mệt nhọc, đi đến một nơi và nghỉ khỏe tại đó. Absalom và hết thảy người Israel đều đã vào Jerusalem rồi, và Ahitophe theo người. Khi Hushai, người Akit, bạn hữu của David, đến bên Absalom thì nói rằng: Vua vạn tuế, vua vạn tuế. Absalom nói với Hushai rằng: Ấy có phải là sự nhân từ mà người dùng đãi bạn ngươi ư? Sao ngươi không đi theo bạn ngươi? Hushai đáp cùng Absalom rằng: Không, tôi sẽ thuộc về ai là người được Đức Giê-hô-va lựa chọn, được dân sự này và cả dân Israel lựa chọn. Tôi sẽ ở cùng người đó. Vả lại, ai là người tôi sẽ phục sự? Há chẳng phải con trai của vua ư? Tôi sẽ làm tôi tớ ông như đã làm tôi tớ của thân phụ ông vậy. Absalom bèn nói cùng Ahitophe rằng: Hai ngươi hãy mưu cùng nhau, đặng định điều chúng ta phải làm. Ahitophe đáp cùng Absalom rằng: Hãy đi đến cùng các cung phi của thân phụ ông đã để lại đặng giữ đền. Khi cả Israel hay rằng ông đã sỉ nhục thân phụ ông như vậy, thì hết thảy những người ở cùng ông lại sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vậy người ta che cho Absalom một cái trại ở trên sân nóc đền. Rồi trước mặt cả Israel, Absalom đi đến cùng các cung phi của cha mình. Và trong lúc đó, người ta coi mưu của Ahitophe như lời phán của chính Đức Chúa Trời. Giá trị các mưu của Ahitophe hoặc đối cùng David hoặc đối cùng Absalom đều là như vậy. Chương 17. Ahitophe lại nói cùng Absalom rằng: Xin cho phép tôi chọn 12.000 quân. Tôi sẽ kéo ra đuổi theo David nội đêm nay. Tôi sẽ xông vào người trong lúc người mệt mỏi ngã lòng và làm cho người kinh khiếp. Cả dân chúng đi theo người sẽ chạy trốn, và tôi sẽ giết một mình vua. Như vậy, tôi sẽ dẫn cả dân chúng trở về cùng ông, vì sự chết của một mình người mà ông vẫn đuổi theo đó sẽ khiến cho mọi người trở về. Vậy cả dân chúng sẽ được bình yên. Absalom và các trưởng lão Israel đều nhận lời ấy là phải. Song Absalom nói rằng: Hãy mời Hushai người Akit đến để chúng ta cũng nghe lời người bàn nữa. Hushai đã vào trong đền Absalom thì Absalom nói cùng người rằng: Ahitophe đã nói lời như vậy, chúng ta có nên làm theo lời người đã bàn hay chăng? Hushai bèn đáp cùng Absalom rằng: Lần này lời bàn của Ahitophe không được tốt lành. Người tiếp rằng: Vua đã biết vua cha và các người của vua cha là những dõng sĩ có lòng nóng giận, khác nào gấu cái trên rừng bị người ta bắt con nó. Lại nữa, vua cha là một người thạo việc chiến trận, chắc chẳng ở đêm cùng đạo binh đâu. Quả lúc này người ẩn trong một hang hố nào hay là trong chỗ nào khác. Nếu khởi tiên chúng ta bị thua, hết thảy những kẻ nghe sẽ nói rằng phe của Absalom đã bị thua. Bây giờ kẻ mạnh bạo hơn hết, dầu có lòng như sư tử cũng phải nát gan, vì cả Israel biết rằng vua cha là một tay anh hùng và những kẻ theo người đều là can đảm. Nên tôi bàn rằng thà hết thảy dân Israel từ Đan cho đến Beersheba hiệp lại chung quanh ông đông như cát trên bờ biển thì hơn. Ông sẽ thân hành ra trận, vô luận người ở chỗ nào, chúng ta sẽ xông đến người, đáp trên người như sương sa trên đất, rồi người và kẻ theo người cũng không thể thoát khỏi được. Nếu người ẩn mình trong thành nào, cả Israel tất sẽ lấy dây vòng chung quanh thành đó, rồi kéo thành đó xuống đáy khe, đến đổi người ta không thấy một cục đá nào còn lại. Bây giờ, Absalom và cả dân Israel đều nói rằng,
mưu của Hushai người Akit hay hơn mưu của Ahitophe? Và Đức Giê-hô-va đã định làm bại mưu khôn ngoan của Ahitophe hầu giáng sự tai họa trên Absalom vậy? Bây giờ Hushai nói cùng hai thầy tế lễ Sa-đốc và A-bi-tha rằng: Ahitophe có dâng mưu nọ mưu kia cho Absalom và cho các trưởng lão Israel, nhưng ta lại dâng mưu khác này. Vậy bây giờ hãy mau mau báo tin cho David mà rằng: chớ ở đêm ngoài đồng bằng của sa mạc, hãy đi tới xa hơn, kẻo vua và các người đi theo phải bị tai vạ chăng. Jonathan và Ahimác đứng tại En-rô-gên, không dám vào trong thành, e người ta thấy. Một con đòi đến báo tin cho hai người phải báo lại cho vua David. Nhưng có một người trai trẻ thấy họ, bèn đến thuật cho Absalom hay. Hai người đã vội vã cùng đi và đến nhà có một người ở Bahurim. Trong sân người có một cái giếng, hai người bèn xuống đó. Vợ của người này lấy một cái mền trải trên miệng giếng, rồi trên đó người rải phơi lúa mạch cho người ta không nghi ngờ chi hết. Các tôi tớ của Absalom đến nhà người nữ này mà hỏi rằng: Ahimác và Jonathan ở đâu? Người nữ đáp rằng: hai người đã qua suối rồi. Vậy họ đi theo tìm, song không gặp, bèn trở về Jerusalem. Sau khi chúng đi rồi, Ahimác và Jonathan đi lên khỏi giếng, rồi đi báo tin này cho David rằng: hãy trỗi dậy, mau qua sông, vì Ahitophe đã bàn định mưu này nghịch cùng vua. David bèn trỗi dậy với cả dân theo người, rồi đi qua sông Giô-đan. Vừa rạng đông, chẳng còn sót một người nào chưa qua sông. Ahitophe thấy người ta không theo mưu của mình, bèn thắng lừa trở về thành mình và vào trong nhà người. Sau khi người đã sắp đặt việc mình rồi, thì tự thắt cổ mà chết. Người ta chôn người trong mộ của cha người. Đang lúc David đi đến Mahanaim, thì Absalom đi ngang qua sông Giô-đan, có cả đạo quân Israel đi theo. Absalom đã lập Amasa làm tổng binh thế cho Joab. Vả Amasa là con trai của một người Israel tên là Gitra, xưa đã ăn ở cùng Abigan là con gái của Nahash, chị của Seruya, mẹ của Joab. Israel đóng trại với Absalom tại trong xứ Galaad. Khi David đã đến Mahanaim thì Shobi, con trai Nahash, quê ở Rabba là thành của dân Ammon, với Maki, con trai Amien ở thành Lodeba, và Barzillai người Galaad ở thành Rogelim, đều đem cho David và cho cả dân theo người những giường, chén, chậu đất, lúa mì, lúa mạch, bột mì, hột rang, đậu, phản đậu và các thứ hột rang khác, mật ong, mỡ sữa, con chiên và bánh sữa bò, đặng cho David và đạo quân người ăn, vì chúng nói rằng dân sự đã đói khát và mệt nhọc trong đồng vắng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.